Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hồng. Và theo như yêu cầu thì các bạn mong muốn Hồng sẽ đọc podcast cho các bạn nghe. Thì đây sẽ là bản podcast đầu tiên của Hồng và Hồng sẽ review tóm tắt sách nghệ thuật PR bản thân của Austin Kleon. Và đây cũng là cuốn sách mà có thể cho bạn biết được 10 cách giúp bạn chia sẻ ý tưởng sáng tạo và được mọi người chú ý. Show your work. Và đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về thông tin tác giả các bạn nhé. Tác giả Austin Kleon là nhà văn và nghệ sĩ sống tại Austin. Tessa là tác giả của 3 cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times. Still Like an Artist, New Paper Blackout, Show Your Work. Anh là diễn giả về chủ đề sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số cho một số những cái đối tác rất là nổi tiếng, ví dụ như là Google, Taste, The Economist và The Atlantic gọi anh là một trong những người thú vị nhất trên Internet. Và ấn tượng đầu tiên của mình khi mà mình đọc quyển sách này đó chính là hãy để người khác ăn cắp ý tưởng của bạn. Mở đầu của cuốn sách mình ấn tượng ngay từ ban đầu đó chính là một câu nói rất là nổi tiếng được trích dẫn từ John Cleese: sáng tạo không phải là tài năng, nó chỉ là một cách làm việc. Sau đây mình sẽ review và tóm tắt nội dung về 10 cách giúp bạn chia sẻ ý tưởng sáng tạo và được mọi người chú ý. 1. Bạn không phải là một thiên tài. Không phải ai sinh ra cũng là một thiên tài và cũng là một tài năng. Và vì lẽ đó, hãy tìm kiếm xây dựng một cộng đồng tài năng để cho đi những gì bạn có. Đối với ai đó, nó có thể mang ý nghĩa hơn bạn tưởng rất nhiều. Và đây cũng là một câu trích dẫn của một cái nhà thơ rất là nổi tiếng ở trong cuốn sách các bạn ha. Cộng đồng tài năng mang lại chỗ đứng cho tất cả mọi người để sáng tạo và để tạo nên giá trị một cách công bằng. Tiếp đến, hãy là kẻ nghiệp dư. Đó là thứ dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta không sống đủ lâu để trở thành bất cứ thứ gì khác. Đây cũng là câu nói của Charlie Chaplin. Câu nói này không có nghĩa khuyên bạn mãi là người nghiệp dư. Cuốn sách chỉ ra rằng ai cũng lo sợ người khác biết mình là một kẻ nghiệp dư. Nhưng hãy là kẻ nghiệp dư luôn tràn đầy nhiệt huyết, theo đuổi công việc mà mình yêu thích, sẵn sàng theo đuổi công việc vì tình yêu mà không màng đến tiếng tăm, tiền bạc hay địa vị, lại có một lợi thế hơn cả những người chuyên nghiệp. Bởi họ chẳng có gì để mất, thế giới đang thay đổi không ngừng. Và đôi khi, chúng ta cần chấp nhận như những kẻ nghiệp dư để thích nghi, sáng tạo và làm việc hết mình để thành công. Chia sẻ những gì mình yêu thích, thì những người chung sở thích sẽ tự tìm đến chúng ta. Bạn sẽ không nghe được giọng nói của mình nếu không dùng đến nó. Trong thời đại hiện nay, nếu chúng ta làm mà không trình diễn được, cũng như sản phẩm được làm ra mà không đưa lên mạng, thì chúng bị coi như chưa tồn tại. Vì vậy, chúng ta phải nói lên được tiếng nói của mình đều đặn thì người khác mới tìm tới được chúng ta. Điều đặc biệt hơn cả đó là làm mọi thứ bằng nhiệt huyết, như thể sống, như ngày mai sẽ chết. Như vậy mới thổi hồn vào cuộc sống và những sản phẩm của mình. Bởi khi đã trải qua và cũng đã trải nghiệm sự gần kề của cái chết, bạn mới biết được sự sống quý giá như thế nào. Vì vậy, nghĩ về cái chết để cảm thấy muốn sống và sống tốt hơn bao giờ hết. Và cách thứ hai đó là tư duy quá trình, đừng tư duy sản phẩm. Rất nhiều người chỉ quen nhìn vào kết quả công việc. Họ chẳng bao giờ nhìn thấy những gì bạn trải qua để tạo ra sản phẩm. Đây là câu nói vô cùng nổi tiếng của Michael Jackson. Công việc hay sản phẩm là một quá trình, không đơn thuần là một vật thể. Nhìn vào phía sau sân khấu, chúng ta mới có thể hiểu được quá trình làm nên thành tựu. Vì lẽ đó, cần chia sẻ quá trình để kết nối khách hàng với người tạo nên sản phẩm. Quá trình đó sẽ giúp chúng ta bán được nhiều sản phẩm hơn. Bởi người ta mua không chỉ mua sản phẩm, mà
cũng không phải chỉ mua giá trị của sản phẩm mà còn được trải nghiệm cả một quá trình. Cũng như muốn xây dựng một mối quan hệ bền chắc, chắc chắn ta phải phô diễn, thể hiện những giá trị một cách chân thật và rõ ràng nhất có thể. Trong phần này thì các bạn cũng sẽ có một cái phần đáng chú ý, đó là ghi chép lại tất cả những gì bạn đã làm. Dù nghề nghiệp của chúng ta có là gì, chúng ta vẫn là một nghệ sĩ trong bộ môn của chính mình. Hơn thế, có nhiều người quan tâm đến bộ môn đó. Cách để biến mỗi người thành nghệ sĩ lại phải theo cách của riêng mỗi người. Nhặt nhạnh từng mảnh ghép nhỏ và chia sẻ theo một cách riêng phù hợp. Như nhà báo David Card từng khuyên sinh viên rằng, chẳng ai quan tâm đến CV của bạn. Họ chỉ muốn thấy bạn làm được gì bằng chính đôi bàn tay của bạn. Và tiếp tới đó chính là phần thứ ba, mỗi ngày chia sẻ một vài điều nho nhỏ. Lời khuyên của phần này đó chính là mỗi ngày chúng ta đều chia sẻ những trải nghiệm, bài học, công việc hay cuộc sống của mình để làm nên những thay đổi lớn luôn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt. Tùy thuộc lĩnh vực, theo Paul Arden, tác giả cuốn Ngược lại và làm khác đi, đã chia sẻ vấn đề của việc tích trữ là bạn sẽ sống dựa trên nguồn dự trữ. Nếu bạn cho đi mọi thứ bạn có, bạn sẽ chẳng còn lại gì. Khi đó bạn bắt buộc phải tìm kiếm, phải để ý, phải bổ sung và vô hình trung, càng cho nhiều, bạn càng nhận lại nhiều hơn. Trong phần này, tác giả chú trọng những nguyên liệu, những nhân tố tác động và tạo nên con người riêng. Chỉ khi thể hiện ra những nhân tố đó mới khiến những người chú ý đến mình hiểu bạn là con người như thế nào. Tuyển tập các tác phẩm chính là tấm gương phản chiếu tài năng của bạn. Đây là câu nói của DJ Sporky. Không có cái gọi là thú vui tội lỗi. Trong phần này, tác giả tập trung truyền đạt việc chúng ta cần cởi mở, chân thành với những thứ mình thích. Điều này cũng sẽ kết nối được những người có cùng sở thích với nhau, làm việc gì bạn thấy có khả năng nhất và kết nối với mọi thứ còn lại. Đây là câu nói của Jeff Jarvis, người sáng lập tờ Entertainment Weekly. Luôn công nhận sự đóng góp của người khác. Nếu chia sẻ tác phẩm của người khác, chúng ta cần đảm bảo người đó được vinh danh xứng đáng, chia sẻ những thông tin có nguồn gốc hoặc đừng chia sẻ. 5. Kể những câu chuyện hay. Sản phẩm không bao giờ tự lên tiếng. Trong phần này, tác giả đề cập đến câu chuyện mà chúng ta kể về sản phẩm của mình có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc, hiểu biết của mọi người về nó. Những yếu tố này tạo nên giá trị của sản phẩm. Nếu muốn chia sẻ về bản thân, công việc hiệu quả thì mỗi người cần trở thành một người kể chuyện tài tình. Cấu trúc có ý nghĩa quyết định. Phần này tác giả cho chúng ta hiểu rằng câu chuyện của chúng ta phải do chính mình viết ra. Những câu chuyện sao cho hấp dẫn thì câu chuyện cần có cấu trúc, mở đầu, sự kiện kích thích, cao trào, giải quyết và đoạn kết. Tự nói về bản thân trong các bữa tiệc, đây chính là chìa khóa của phần này và cũng là chìa khóa chính của việc nói sự thật về bản thân một cách duyên dáng, kiên trì, trả lời những câu hỏi của những người quan tâm đến mình, đừng cố tỏ ra khôn ngoan và khoe mẽ. Và trong phần này thì mình cũng cảm thấy đó là một cái điều mà mình rất là thích, đó là trong các cuộc gặp mặt thì đa phần mọi người đều hỏi về công việc của nhau và chúng ta cũng tình cờ nghe được những cái câu chuyện mà rất là hào hứng của bạn bè. Nhưng đôi khi cũng có những bạn mà còn khá là e ngại, cũng giống như là khép mình lại và tự ti đối với công việc và những thành quả của mình. Thì điều này nó cũng dẫn đến là hai phía. Thứ nhất là người được hỏi cũng nên tin ý hơn, và người trả lời thì các bạn cứ thành thật. Và mình nghĩ rằng cái việc thành thật và chân thành là giá trị cốt yếu trong cuộc sống mà ai cũng mong muốn có được. Và về việc podcast đầu tiên về chia sẻ bí quyết PR bản thân thì phần 1 mình sẽ chia sẻ 5 điều đầu tiên.
và hy vọng các bạn sẽ thích và hy vọng các bạn sẽ like, share và subscribe kênh YouTube của mình và đừng quên đón chờ cái video clip và podcast tiếp theo trong phần nghệ thuật BI bản thân các bạn nhé.